Rồi còn chưa đi làm nữa trời. Chúc mừng chị Thư được thăng chức nha. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, làm bất ngờ quá vậy. Sau này chị nhớ chiếu cố cho tụi em nha. Chị xinh đẹp. Cái anh này chỉ được cái dẻo miệng thôi à. Dẻo đâu, chị xinh đẹp thiệt mà. Sau này chúng ta cùng cố gắng nha. Dạ chúng ta cùng nhau cố gắng. Hôm nay là một ngày vui, mình phải đi ăn mừng thôi. Em biết một quán hải sản đang giảm giá, ngon lắm. Hay quá, ok. Sau khi tan làm sẽ một chầu hải sản. Thăng chức trưởng phòng nhân sự chứ đâu phải là tổng giám đốc đâu, làm gì ghê vậy? Chó ghẻ cũng có ngày mọc lông mà. Để em coi bà Thư danh giáo được bao lâu. Cái ghế trưởng phòng nhân sự đó không có dễ ngồi đâu. Để cho cô ta vui mừng chút đi. Ghét nhất là mấy đứa nịnh nọt. Thế mà ớn. Đi thôi. Thôi đi làm việc đi. Dạ. Ủa mà Bích đâu? Bích. Bích đâu? Trời ơi. Thôi mọi người về làm việc đi. Nè, dậy. Trời ơi, đi làm giờ này mà ngủ. Trời ơi, nguyên một đêm tao mới ngủ đó Tư ơi. Mới ngủ bù được có một tiếng à. Tư ơi, cho tao ngủ đi. Nè, đêm qua thức 8 với anh nào hay sao mà giờ này buồn ngủ? 8 con khỉ. Anh em gì ở đây? Được vậy cũng đỡ đi. Trời ơi, tao xui dễ sợ luôn á. Trời ơi, tao mới dọn qua nhà chú tao ở mà xui xẻo. Nhà chú tao kế bên ngôi nhà ma, mày coi có nổi điên không? Sợ muốn chết. Mày sao vậy? Trên đời này làm gì có ma? Có sao không có, không có sao tao sợ. Rõ ràng, tao thấy rõ ràng là một con ma nữ mặc nguyên một bộ đồ màu trắng. Mà tao tức dễ sợ. Ủa cứ ma là phải màu trắng vậy đó. Riết tao sợ màu trắng luôn quá, bực dễ sợ bực luôn á. Rồi sao? Nhà chú mày gần ngôi nhà ma hả? Hay sao? Cái vấn đề á là từ nhà chú tao muốn đi ra tới ngoài đường là phải đi ngang ngôi nhà ma đó. Mày hiểu không? Tao muốn đi làm á là phải đi ngang ngôi nhà ma. Tao muốn đi chơi thì tao cũng phải đi ngang ngôi nhà ma đó. Mày hiểu chưa? Mà đã vậy hả? Cái nhà ma đó lúc nửa đêm á, nó cứ phát ra mấy cái tiếng hú đáng sợ lắm. Trời ơi, chết rồi, mới có một đêm thôi. Mà bây giờ tao sắp chịu hết nổi rồi nè Thương ơi. Trời ơi. Ủa vậy là nhà đó là nhà quan hả? Nhà có người mà có ma mới đáng sợ đó. Nhà có người mà sao có ma? Thì đúng rồi, tại vì con người ở trong còn đáng sợ hơn con ma nữa. Mà mày có biết không, ở trong nhà đó nha, chỉ có một bà già ở thôi. Mà tao nghe nói á nha, bà già đó rất là kỳ quái.
Bả nha, bả không có tiếp xúc với bất kỳ ai cả. Mà hả, kêu đồ ăn á, cũng kêu shipper mang tới. Mà nói chung á, bà già đó rất đáng sợ. Thôi đi. Gì vậy? Mày lo làm đi. Ma với quỷ, làm gì có ma với quỷ. Làm việc đi. Trời ơi, con này tự nhiên thay đổi thái độ vậy trời. Trời ơi là trời, bây giờ không có ngủ chắc làm việc không có nổi quá. Trời ơi, chuyện chơi rồi. Vậy mà cũng sợ. Trời ơi là trời. Trời ơi, chẳng lẽ bom hàng sao trời? Đường thì xa như vậy, giao cực muốn chết mà còn bom hàng nữa. Có chuyện gì? Dạ, con tới giao đồ ăn mà bà đặt đó bà. Dạ, con cảm ơn. Cái nhà này sao thấy kinh quá vậy trời. Trời ơi, phải công nhận cái nhà hàng hải sản đó ngon dễ sợ. Tao ăn mà no tức cái bụng luôn nè. Trời ơi, nó vừa ngon vừa tươi vừa rẻ nữa. Rẻ hả? Tao trả tiền chứ mày có trả tiền đâu. Ủa, mày trả tiền, nhưng vấn đề là tao gọi món. Tao coi quá đơn rồi mày ơi, có 3 triệu tư à. Có 3 triệu tư à, hết 1/3 tháng lương rồi đó má. Nhưng mày ăn no nê xong rồi tao còn phải đưa mày về nữa nè. Ủa, không lẽ giờ mày tính toán với bạn thân mày? Trời ơi, gần hết 1/3 tháng lương thôi mà, chứ đâu phải hết tháng lương của mày đâu đúng không? Với lại cái này là mày lên chức. Thì ví dụ tao lên chức đi, thì lúc đó tao bao mày hết tháng lương của tao cũng được nữa. Ok. Tao không biết tới khi nào mày mới được lên chức đó. Ngày đó hơi lâu à. Ê, mày nói vậy là sao? Mày coi thường bạn bè hả? Trời ơi, mày hả mày? Đừng, đang lái xe. Nguy hiểm nè, nhỏ này. Mày mà không chở tao về là tao chưởng cái vô lăng như lòng ngực mày rồi. Tức dễ sợ. Ê, đây được rồi, dừng đi. Ok. Đây hen. Cảm ơn nha, bye bye. Bye bye. Gì vậy? Ê, nó nghe nè. Mày có thể đưa tao vô nhà được không? Cái gì vậy? Đi vô có mấy bước à? Mày tự đi. Trời ơi, tao sợ ma. Mày hiểu không? Trời ơi, mày đưa tao vô nhà đi năn nỉ luôn đó thương. Không có được, làm sao mà để xe ở đây được. Đi vô trỏng lâu lắm. Không lẽ giờ tao sợ mà mày không đưa tao vô nhà. Tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên mà. Năn nỉ mày luôn á. Mày là bạn thân yêu nhất của tao.
Nè, không lẽ giờ mày cho tao ăn, mày đưa tao về. Không lẽ giờ mày đưa tao vô nhà không được Thư. Tao sợ mày luôn đó. Mày là con bạn thân duy nhất của tao mà. Thôi, được rồi, vậy đi. Mệt quá. Tao biết mày thương tao mà. Tao mắc nợ mày luôn. Cảm ơn mà, bạn thân yêu. Mệt ghê. Nhìn căn nhà đáng sợ muốn chết luôn vậy đó. Nhà nào mà chẳng đáng sợ hả? Nè, tới đây được chưa? Thì cũng được đi. Mắc công mày để xe ở ngoài nó lâu rồi mày lo. Nhưng mà nè, hứa nha. Thấy cái bóng tao á, khuất. Mới được quay đầu đi nghe chưa? Rồi, biết rồi. Thôi đi đi. Nhớ đó. Thôi đi đi, nhanh lên, nhanh. Nhớ nhìn tao đó. Em mới về hả? Hôm nay đi làm mệt quá. Chồng. Anh có chuyện gì hả? Đâu có gì đâu. Đừng có xạo với em. Có gì nói em nghe đi. Mấy chuyện nhỏ đó mà. Bởi vì giờ anh lên chức đó, cho nên anh nôn nao. Anh phải cố gắng hơn nữa, chứ nếu không á, anh không xứng đáng với em, rồi trở thành một ông chồng bất tài vô dụng. Dù như thế nào đi nữa thì chồng của em vẫn là số 1. Tin nhắn. Anh xem tin xíu. Đừng có lâu quá. Tin nhắn của ai vậy anh? Tin nhắn quảng cáo đó mà. Mà đúng là dạo này tin nhắn quảng cáo nhiều. Thư, em sao vậy? Em không sao đâu, em nằm mơ thôi anh à.
anh ngủ tiếp đi. Em ngủ đi. Ừ, anh ngủ ngon. Mời vào. Hồ sơ của chị nè. Chị Thư ngồi đi. Chị Thư cứ gọi em là Thúy được rồi. Em nhỏ tuổi hơn chị Thư mà. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mới có bao nhiêu đây tuổi mà đã làm giám đốc điều hành rồi. Tương lai của em đảm bảo chắc sẽ tiến rất xa. Cũng nhờ sếp tổng tin tưởng cho nên mới giao chức vụ này cho em thôi. À, chiếc vòng lên nước đẹp quá. Chắc là em đeo lâu rồi hả? Ừ, cũng được 10 năm rồi chị. Oh. Đây là kỷ niệm của một người bạn tặng cho em. Hèn gì đẹp quá. Alo. Có anh Minh bên công ty Hòa Bình muốn gặp chị. Em cho ảnh lên đi. Dạ. Em có khách rồi, thôi chị xin phép nha. Ok chị. Ừ. Chào em. Ủa, em đi đâu đây? Dạ, em qua công ty này. Gặp giám đốc điều hành công ty có chút việc. Chị làm ở công ty này hả? Ừ, chị làm ở công ty này mà. Thôi, em đi làm việc đi, nha. Dạ, gặp chị sau. Ê, hả? Mày quen người bên công ty Hòa Bình hả? Ừ, em rể tao đó. Em rể? Ừ, chồng của cái Hằng, em gái tao. Khoan, em gái cái Hằng. Ủa gì vậy Thư? Tao quen mày bao lâu nay tao đâu có nghe mày nhắc tới gia đình đâu. Tự nhiên giờ lòi ra em gái nữa. Tao tưởng mày mồ côi không à. Không cha không mẹ không chị không em. Trời ơi, mày không nói tao tưởng là mày dưới đất nẻ chui lên đó Thư. Nè, tao mà ở dưới đất nẻ chui lên thì mày ở trong chuồng heo chui ra. Hả? Con kia, mày nghĩ sao? Mày nói mày tao từ đi, heo giống sao? Ê trời nha, mày nói vậy chẳng khác nào mày nói mẹ tao là con heo. Nè, qua nhà tao ăn cơm bao lâu nay mà dám nói mẹ tao vậy? Ok. Nè nha, đừng có coi thường con mặt này. Một ngày nào đó con bích này sẽ tập gym và sẽ ốm đi. Đến lúc đó hả? Trời ơi, chị trở thành hot girl. Lúc đó cưng hả? Cưng không có cửa với chị đâu cưng. Nè, tao chờ ngày đó. Cố nha. Bye bye. Ê, bye bye. Con mày, bạn với bạn. Mời vào. Thúy. Anh Minh. Đây là chiếc vòng của mẹ anh. Mẹ nói sau này á, anh mà chọn ai làm vợ thì hãy tặng chiếc vòng cho người đó. Anh đeo nó cho em được không? Đẹp quá. Em vẫn còn đeo chiếc vòng đó sao? Đã lâu rồi không gặp em. Cũng 10 năm rồi. Em khác xưa nhiều lắm. Thì ai cũng vậy mà. Ai rồi cũng sẽ khác mà. Cuộc đời này thật là nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không ngờ là gặp em ở đây. Em cũng vậy. Em mới về làm giám đốc điều hành của công ty này được vài tháng. Anh làm Hòa Bình được lâu chưa? Cũng hơn 1 năm. Thúy nè, em lập gia đình chưa? Còn anh? Anh cưới vợ được 3 năm rồi. Chúc mừng anh.
Thôi, mình bàn vô hợp đồng nha. À. Giờ sau mày tính chừng nào trả cho tao? Trễ hẹn tao 3 ngày rồi đó. Anh ráng giúp em thêm ngày mai đi. Trong ngày mai em sẽ trả đủ cho anh. Thôi được, tao cho mày tới ngày mai. Mà nếu như mày không trả thì tao không có hẹn mày ra cà phê. Tao tới thẳng công ty của mày đó. Nhớ chưa? Dạ, em biết rồi. Mời mẹ. Anh, hôm nay hợp đồng bàn với công ty đối tác sao rồi? À, cũng thuận lợi. Em nghe nói giám đốc điều hành công ty bên đó trẻ tuổi mà tài giỏi lắm. Mà nghe đâu á, nữ giám đốc điều hành công ty trẻ nhất từ đó đến nay luôn đó. À. Ủa, mà cổ có làm khó gì anh không vậy? À, cũng bình thường, không có gì hết. Mà tính ra nha, nếu mà phụ nữ mà làm lãnh đạo á, là oai lắm luôn á. Anh biết chị Thư không? Chị Thư á, bữa nay cũng mới lên chức trưởng phòng á. Em nghe mà vui lây với chị luôn á. Vợ nhắc mới nhớ nha, hôm nay anh qua đó gặp chị Thư á. Ủa, vậy là chị Thư cũng làm ở công ty đó luôn hả? Ừ, gặp chị Thư anh cũng ngạc nhiên nữa. Ừ, cũng lâu lắm rồi, em ít gặp chị Thư lắm. Vậy bữa nào vợ chồng mình và chị Thư và anh Tuấn với mấy đứa nhỏ qua chơi? Dạ. Mà cái hợp đồng của anh bàn với bên đó là xong hết chưa? À, xong hết rồi, rất là thuận lợi. Được vậy thì tốt quá. À, hay là cả nhà mình đi ăn mừng đi. Mẹ, mẹ thích đi ăn ở nhà hàng nào vậy? Ngày mai nhà mình đi ăn mừng ha. Ừ. Đúng rồi đó mẹ. Có gì đâu mà ăn mừng. Khi nào mà mẹ có cháu nội mẹ bồng trên tay á, lúc đó thì mẹ mới thích ăn mừng. Mẹ nè, con cháu là duyên nợ, giống như là vợ chồng con chưa có duyên nên chưa có đó. Ráng chờ thêm thời gian nha. Chờ. Mẹ, mẹ thích ăn cái món tôm này nhất đúng không? Mẹ đúng ăn miếng tôm đi. Rồi tụi con sẽ cố gắng sao? Cứ cố gắng, cứ bắt mẹ chờ, chờ đến chừng nào. Con có biết là hôm nay mẹ bao nhiêu tuổi không? Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ cũng sắp đi theo ông bà rồi. Vậy mà tụi con cứ bắt mẹ chờ, không biết chờ tới bao giờ ha. Thôi mà chị Liên xinh đẹp, coi kìa, giận lên. Đó, hôm nay phát hiện có nếp nhăn rồi đó. À, vợ, ngày mai đưa mẹ đi spa đi. Khỏi cần đi spa xì bốn gì hết trơn. Bây giờ cứ đẻ một thằng cháu nội cho mẹ bồng trên tay vậy nè. Tự nhiên mẹ sẽ trẻ, mẹ sẽ khỏe, mẹ sẽ xinh đẹp thôi. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng vậy mà. Thôi ăn cơm, ăn cơm. Dạ chồng. Anh này. Anh làm gì căng thẳng dữ vậy? À, anh đâu có gì đâu. Anh đang nhắn tin trên group với mấy đứa bạn cùng khoa. Tụi nó ôm lại kỷ niệm xưa. Ôm lại kỷ niệm xưa mà mặt căng dữ vậy hả? Thì kỷ niệm xưa quá rồi anh không nhớ. Nãy giờ anh căng não để nhớ đó. Thôi, giờ anh ngủ sớm đi. Em đi xuống dưới làm việc xíu. Bây giờ làm việc gì nữa? Còn mấy cái báo cáo em chưa làm xong, bây giờ phải làm. Nhớ nghỉ sớm nha. Em biết rồi mà. Ngủ ngon. Mà gọi giờ này không biết nữa. Thiệt tình. Alo, tao nghe nè. Có chuyện gì mà mày gọi tao đêm hôm vậy?
Tao có chuyện gấp cần nhờ mày đó. Chuyện gì nói tôi nghe coi. Mày cho tôi mượn 20 triệu đi. Nửa đêm nửa hôm mày cần tiền làm gì? Tại tao có việc riêng. Mày cứ chuyển cho tao đi. Ngày mai cà phê tôi giải thích cho. Ừ, rồi để tao chuyển liền cho. Vậy ha. Chuyển liền nha. Nè, làm gì mà ông Tuấn gọi điện cho anh nửa đêm mượn tiền vậy hả? Sao em biết thằng Tuấn nó gọi mượn tiền anh? Điện thoại loa lớn vậy mà sao em không nghe cho được? Mà tóm lại là làm sao mà ông Tuấn mượn tiền của anh? Anh cũng không biết nữa. Nó gọi điện thoại cho anh, nó nói là đang cần 20 triệu, đang cần gấp, anh chuyển liền cho nó. Anh có biết gì đâu. Anh không được chuyển. Thằng Tuấn là bạn thân của anh, bạn bè thân thiết với nhau. Nó hỏi mượn tiền không lẽ anh không cho? Với lại hồi nãy anh mới hứa với nó. Hứa? Sao anh không nghĩ ông Tuấn mượn tiền anh làm gì mờ ám? Hai vợ chồng ổng thì có thiếu gì tiền. Con Thư vừa lên chức trưởng phòng nhân sự đó, nó mời cả phòng đi ăn, 5-6 triệu là chuyện bình thường. Nếu như mà ông Tuấn kẹt tiền á, thì nó con Thư đưa tiền cho ổng, mắc gì gọi cho anh? Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết á. Tóm lại là không có chuyển tiền. Tôi thì không có ghét gì ông Tuấn, nhưng mà không ưa con Thư. Đưa đây. Em làm gì vậy? Đưa đây. Bực mình. Em chuyển hết tiền trong tài khoản của anh qua tài khoản của em rồi. Để coi anh làm sao mà chuyển tiền cho ổng. Em trừ lại 5 triệu cho anh đó. Nếu có thiếu thì nói em chuyển lại cho. Giờ đi ngủ đi. Trời ơi, tiền của tôi. Cà phê không đường của mày đó. Mày làm gì nguyên ngày hôm nay mày bần thần vậy? Tao đang bực nè. Bực vụ gì? Thì chồng tao đó, dạo này lạ lắm. Cứ như là người mất hồn vậy. Cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay vậy nè. Không rời nửa bước luôn. Cầm khư khư cái điện thoại là có chuyện gì vậy ta? Thì đó, lúc mà tao hỏi tới á, là chat với bạn học nè, tạo group chat nè. Rồi á, điện thoại đến thì không nghe. Xong rồi á, hỏi tin nhắn là ai nhắn thì nó là quảng cáo. Cái mặt lúc nào cũng trong trạng thái rất là lo lắng hồi hộp. Mày thấy lạ không? Rồi mày nghĩ sao về chuyện này? Tao không biết, tóm lại tao rất là bực. Ê, thật ra có một chuyện á là tao muốn kể với mày, nhưng mà tao không biết tao có nên kể không. Mà không biết á là mày có nên nghe hay không. Mà nói chung nè, á nè, là nè, mày bớt vòng vo giùm tao một cái đi. Nói lẹ. Lẹ đi. Alo, tới đâu rồi? Hẹn hò gì dây thun vậy con quỷ? Bực bội à? Lẹ lẹ nha. Tuấn, qua đây nè. Ông Tuấn. Chị gọi em tới có chuyện gì không? Ủa, bộ có việc gì mới gọi Tuấn ra đây được hả? Qua chỉ mời Tuấn ra đây để cả hai ăn sáng uống cà phê mà thôi. Qua biết Tuấn thích uống cà phê đá, với lại ăn bò bistec, nên qua kêu sẵn cho Tuấn luôn đó. Chị lo cho em như vậy, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại chứ. Mình là đồng nghiệp chung công ty mà, phải lo lắng cho nhau. Dạo này qua thấy Tuấn lo lắng cho công việc nhiều quá, nên hơi ốm đó nha. Thôi ăn đi Tuấn. Dạ, cảm ơn chị. Ông Tuấn này.
Đó, chuyện là vậy đó. Mà tóm lại là mày không nghe được một cái gì hết. Thì có câu á thì tao nghe được rõ lắm, mà có câu á thì tao không nghe được. Có câu á thì tao nghe được nữa, còn nữa thì tao nghe không có được. Nói chung là tại vì xa quá. Không lẽ giờ hai người nó đang nói chuyện thôi. Tự nhiên tao chạy lại, ê hai người nói chuyện gì cho tôi nghe với hả? Rồi, được rồi, mày thấy chuyện này lâu chưa? Hồi nào? Thì 2 tháng rồi đó. Trời ơi, sao bây giờ mày mới nói cho tao biết? Ê, nó nghe nè, cái vấn đề là lúc đó tao chỉ thấy hai người ăn cơm chung với nhau thôi mà, chứ hai người có làm gì đâu. Chứ không lẽ giờ tao chạy lại tao hỏi hai người có làm gì không, để tao về tao báo cáo với mày. Mày lạ lùng. Nè nha, thí dụ đi, bữa đó tao nghe được câu chuyện gì đó mà tao không biết được chuyện đó chắc chắn hay không, tự nhiên tao chạy về tao nói mày. Xong cái mày chạy về mày chất vấn ông Tuấn. Xong cái tự nhiên ông Tuấn ông chửi tao. Phải quan cho tao không? Trời ơi trời, nhiều chuyện cũng bị nói, không nhiều chuyện cũng bị nói. Không lẽ ông Tuấn lén phén với con nào ở sau lưng tao? Ê, thí dụ á, mà ông Tuấn ổng lén phén thiệt á, rồi mày tính làm gì ổng? Nè, bên đây. Mày làm gì vậy? Tao với mày là bạn thân, tao mượn mày có 20 triệu à, mà mày hứa lèo với tao là tao mất uy tín với người ta kìa. Không phải như mày nghĩ đâu, bạn bè chơi thân với nhau, mày hiểu tính của tao mà. Mày cần 20 triệu tao chuyển cho mày thôi. Mày chỉ nói cái miệng thôi, tiền đâu? Hôm qua mày mượn tao, tao đang nằm ngủ với vợ, nó nghe hết chuyện rồi. Vợ mày nghe thì sao? Tao với mày là bạn thân, vợ chồng mày cho tao mượn 20 triệu cũng không được hả? Mày biết con vợ tao với con vợ mày như nước với lửa không? Nó không cho mày mượn tiền, ngược lại nó lấy hết tiền tài khoản của tao chuyển qua tài khoản của nó. Bây giờ tài khoản tao còn có 5 triệu à, tao sống sao đây? Tao xin lỗi. Mà phải chi Phương với Thư mà hòa thuận với nhau thì đỡ biết mấy. Mà nè, cái chuyện này tao giấu vợ tao đó nha, đừng có bép xép với vợ tao đó. Tao thì không sao rồi, nhưng vợ tao với vợ mày làm chung công ty với nhau. Vợ tao nói với vợ mày là sống luôn. Mày làm chuyện gì mà ám mà mày phải giấu vợ mày? Chuyện dài dòng lắm, để lúc nào tao kể cho nghe. Mà nè, bây giờ tao cần gấp 20 triệu đó, mày có cách nào giúp tao xoay sở trong ngày hôm nay không? Vợ chồng tao có một chút tiền bỏ trong két sắt á, để trưa nay làm xong á tao sẽ về tao lấy tiền đưa cho mày. Chắc vợ tao không nghĩ tới đâu. Mày ráng giúp tao nha. Nè, lại đây. Anh làm gì kỳ vậy? Hôm nay chưa hết ngày mà anh làm gì tìm tôi sớm vậy? Vậy còn mày, tại sao tao gọi điện mày không nghe máy? Tiền tôi xoay đủ rồi, chiều tôi đưa đủ cho. Mày nhớ đó, nhưng mày nhớ là tao gọi điện mày phải nghe máy. Yên tâm đi. Ta pass là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mà. Hay là Phương nó sợ mình lấy tiền nên đổi pass rồi. À, ngày sinh nhật của Phương. Kỳ vậy trời. Chắc sinh nhật của bé bò.
Sao rồi? Có tiền rồi hả? Chừng nào mình đem tới cho tao vậy? Không có tiền. Vợ tao nó đổi bách hoạt rồi. Mày thử dùng bách lại xem. Có thể là ngày sinh nhật của vợ mày đó. Tao thử hết rồi. Ngày sinh nhật của ba mẹ, cô chú, dượng dị, chú bác, tao thử hết trơn rồi. Hay là nhưng lúc vợ mày không có nhà, kêu thợ vô phá cái sắt đi. Mày khùng hả Tuấn? Mày phá két sắt giống như mày phá nhà tao rồi. Bây giờ tao phải làm sao đi? Mày tự lo đi. Còn tao, tao thua rồi á. Lần này là mình chết chắc rồi. Trời ơi, làm sao đây? Chú ly cà phê đi chị. Có liền. Ê mày, cái nhà thấy ghê quá mày. Bộ có ma thiệt hả? Ma đâu mà ma chứ. Tao nghe nói là có người ở á. Tôi nói hai cậu nghe nè. Cái nhà đó là có một người đàn bà ở, mà không có ai thấy bà đi ra đi vô hết trơn á. Ủa? Đồ ăn á toàn là ship tới không à. Mà ban đêm á nghe tiếng rên rú y như là ma kêu vậy. Trời ơi. Cho nên sợ lắm, không có ai dám tới gần hết á. Mà người ta đồn á bà là phù thủy. Hả? Có nuôi một con quỷ rất là đáng sợ ở trong nhà đó. Ủa, vậy bà không có đi ra ngoài làm hả? Rồi bà lấy tiền đâu mà xài? Trời ơi, nghe đồn là bà giàu lắm đó. Ở trong nhà hả, có nguyên một cái rương vàng to đụng như vậy nè. Mà bà già rồi, ăn cả đời cũng không hết nữa. Mà bà sống chung với nhiều tài sản như vậy, bộ bà không sợ trộm hay sao ta? Trời đất, cái nhà đó hả, ai dám vô đâu mà sợ trộm. Bộ không sợ vô trong đó gặp con quỷ hả? Chết luôn á. Không lẽ chỉ có cách này thôi sao? Thank you.
À.